Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kim Quốc Tiến Channel, kênh truyền thông chính thức của siêu thị thiết bị vệ sinh Kim Quốc Tiến. Và hôm nay Trinh sẽ giới thiệu cho các bạn một loại bếp từ mới, đó là bếp từ MCT-K68 của Maloca, một thương hiệu đến từ Tây Ban Nha. Các bạn hãy cùng Trinh đập hộp nó nhé. Được đóng gói rất là kỹ, có mút để chống va đập. Được thiết kế hiện đại, tinh tế giúp tăng vẻ sang trọng cho gian bếp của mỗi gia đình. Có hệ thống điều khiển cảm ứng, màn hình hiển thị đèn LED. Có chức năng nhận diện nồi khi bạn để nồi không thích hợp. Đây là nút nguồn để khi bạn cắm điện vào. Đầu tiên chúng ta hãy nhấn nút nguồn để khởi động máy. Tiếp theo là nhấn hai phím để tăng giảm nhiệt độ. Và có chức năng hiện giờ từ 0 đến 24 giờ. Đặc biệt là bếp sẽ tự ngắt sau khi mà thời gian hẹn giờ kết thúc. Công suất hoạt động tối đa là 2000W giúp tiết kiệm thời gian. Có 8 mức công suất và 10 mức nhiệt độ để giúp người nội trợ lựa chọn được mức điện thích hợp để cho món ăn của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn hãy truy cập vào link phía dưới và đừng quên like và subscribe cho kênh siêu thị thiết bị vệ sinh Kim Quốc Tiến nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.